chị làm má không à? Trời ơi. Giỡn thôi. Nói chứ là cái cuộc thi này là thi làm gì giỡn thôi. Nhưng mà chấm thì cứ cho vô nha. Dạ dạ. Cô còn sống. Rồi. Dạ đây là đấu đầu tiên xin chị bác. À giữa chị chồng gì thắng chứ. À. Dạ. Giữa đây ta có cái gì à? Còn bà nội. Bà Tú. Tới bà Tú cũng không có. Dạ. Bà thấy tụi con cái ống nói không má? Dạ kính thưa quý vị, lần đầu tiên Vũ Lan xin kính chào đến tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay với cuộc thi Talent của Sài Gòn Tương Lai mùa 7. Lời chúc sức khỏe để chào trân trọng nhất. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị có vé của đầu bài này rồi chuẩn bị cho số quý vị nhé. Như xin lỗi bạn một chút xíu nha, bởi vì bên trong chỉ còn một bạn thí sinh cuối cùng thôi, nhưng cho nên bây giờ chúng ta xin được phép mời bạn thí sinh 049 sẽ ra đây tham gia cùng với ba bạn thí sinh 046, 047 và 045 ạ. Bây giờ tôi nghĩ thôi giờ má ơi, tôi làm giáo luôn. Bây giờ xin mời em giới thiệu nè. Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa quý vị khán giả có một chiếc buổi tối thật là trọng đây. Thật là vui, em xin tên là gì nữa. Em gửi lời chào đến quý vị khán giả đó. Tại bạn ra cái em hú hồn không biết nói gì luôn à. Kính chúc quý vị khán giả là sức khỏe. Em tên là gì nữa quý vị khán giả mình nha. Rồi quý vị nhà bên ơi, nếu mà ai chưa có tấm vé mình dơ thì có tay cho em xà xuống gửi tặng tấm vé nha. Dạ rồi, ai có vé nha. Vé bên đây luôn quý chị ơi. Cho vé luôn, tăng cường vé cho em đi. Và anh trai một chị gái cho một tấm vé luôn. Dạ rồi, quý vị thân nhân. Rồi, bây giờ, ai chị gái cho một tấm vé. Chị cho pha còn mấy vé nè. Vé kìa. Rồi, vé kéo dạng luôn em ơi. Rồi, chị ra ba tờ bước. Vé đây luôn. Lần này là cuối em mấy chị ơi. Đó, gắn đi, gắn mua vé nhiều nhiều đi coi em hát. Bây giờ nó cho không có cho nhảy làm rớt rồi. Kệ đi, mua vé nhiều lên. Ủng hộ em nha. Đẹp trai đi nè chị Pha. Rồi, cút đem mì bữa nay giống hoa hậu quá. Rồi, những tờ lá vé cuối cùng còn 6 đồng lại thì các thành viên đang ở bước phục vụ rồi. Ngay bây giờ xin mời các bạn tiến đến phần thi chiều số của mình. Xin mời các bạn. Rồi, nếu mà quý chị nhỏ mình đã sẵn sàng rồi, hướng mắt về sân khấu, hướng mắt về đèn, chuẩn bị. Một lần anh
hôn say đắm. Sau những lời đầu tiên là nụ hôn tan nát. Chà, đã không hiểu thì thôi, ta cùng nhau làm chi? Để bao chi ta cùng tình người cùng tình sĩ, để bao chi ta thành người cùng chúng ta rồi. Chờ em đây, em đây mãi đi xa. Đã một vị mà con đang quên ba năm. Mà lại mãi ngoài Vũng Tàu và cướp đi chiếc nhẫn hộp sòn 11 đi đó là ai? Cô nói sao? Cô có ai đi Vũng Tàu cũng là một cướp à? Đây nha, đó thì anh cũng vừa tặng cho Thủy Tiên chiếc nhẫn 11 đi đó. Khoan đây từ một, cô không được xem vào chuyện đời tư của Thích Sa Lem. Cái gì vậy? Nhắc ơi. Mấy gì sao? Như nhân chỉ có anh mới có hành động xuất quỷ nhập thần. Mô Phật, cảm ơn chạy rồi. Ông má bà làm sao cho em? Phải không? Bà, tôi làm cái đó tôi mới hát được cái số. Phụ huynh minh, giúp em cho 10.000. Phụ huynh, nhưng cô không được xem vào những đời tư của tôi. Cũng chưa bao lần cô ngã vào vòng tay một người đàn ông khác, mà tôi có nói gì đâu. Xấu cho chị. Chị ơi, em muốn làm cái đó. Cái gì? Anh Thái. Chị ơi, mày chị là anh Thái luôn rồi, bẻo dình, bẻo dạng. Ai? Ai đã chặt tay bà Lệ Hải ở ngoài Vũng Tàu để cướp đi chiếc nhẫn màu tròn 11 luôn? Cô nói sao? Bộ ai đi Vũng Tàu cũng là ăn cướp à? Thì anh vừa đem chiếc nhẫn màu tròn cho Thủy Tiên đó. Cô đừng xen vào chuyện đời tư của Thái Sa Lem. Chết chém rất ngọt, bằng loại dao mỹ sắc bén. Loại dao chỉ có tôi, anh và những người trong nhóm Hương Hoàng mới có. Và chỉ có anh mới có hành động xuất quỷ nhập thần như vậy. Nhưng khốn nạn thay vì tình yêu thì tôi chỉ yêu anh ha. Nên cô không thể nào quánh ha. Anh đang làm anh Thái. Anh làm quậy gì? Chị ơi, anh Thái ơi, em nói cái em ơi, nếu mà không thuộc bài này thì mình đổ qua bài khác giùm chị nha. Không đóng vai nữ để mà hát cho bộ bài nữ. Quậy gì đây? Để cùng quý vị nào đồng dài con số 10 vui lòng tiến thẳng sân khấu để mình sẽ kiểm tra là dừng là vẽ và dùng con cờ quý vị ha. Đây có 2 45 có 3 và 53 hợp lệ mình chạy đúng rồi nha. Supporter xung tâm. Ok, bây giờ em xin phép nhận xét ngắn gọn một chút xíu luôn nha, là cho em xin gặp 046 045 không? Có 4 năm và chị Vũ Ý Lan. Cái trang phục ngày hôm nay của chị xuất hiện rất là lộng lẫy và rất là hợp gu của em. Và cái phần thể hiện của chị á, nó tuy là phần này là 4 người lận cho nên là cái phần đáp diện của mình nó sẽ bị hạn chế lại, nhưng cũng đủ để có thể cho thấy là chị là một người có nghề và rất là chuyên nghiệp. Và em đánh giá rất là cao cái phần trình diện của chị ngày hôm nay. Về 046 thì
Như em đã nói là cái phần trình diễn ngày hôm nay mình nó rất là ngắn, team mình là 4 người nữa, nên là dường như là cái thời lượng nó không có đủ để cho chị tỏa sáng trong cái phần trình diễn này, đúng không? Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. 047, ban đầu em ra rất là năng lượng, nhưng càng ngày cái năng lượng nó càng tụt dần, tụt dần, tụt dần. Dạ, chị em rất ngọt, tặng lỗi cho mình sắc bén. Dạ, nhưng mà nó không duyên. Cái đó là một cái rất là khó để mình đánh giá được. Tại vì em đã thi 2 mùa rồi. Nếu như theo chị nói không lầm là thi 2 mùa. Và 2 mùa trước em đều lọt vào vòng casting để bước vào vòng đối đầu, đúng không? Yeah. Nhưng ở mùa này rất là nhiều thí sinh mạnh. Và thật sự chị không biết là chị có nên cân nhắc để cho em một cơ hội hay không. Qua phần thi của em vừa rồi thì chị cũng cảm thấy là nó hơi bị thất vọng chút xíu. Tại vì chị rất là kỳ vọng rồi em. Nên là lưu ý, nếu mình thuộc cái miếng đó thì mình thẳng diễn, còn mình không thuộc thì mình đừng lên diễn. Nó sẽ khiến cho khán giả cảm thấy bị khó chịu. Tại vì người ta không có thời gian để tìm hiểu về em. Người ta chỉ đến, có nhiều khán giả người ta chỉ đến đây người ta coi cái phần trình diễn của em trong ngày hôm nay thôi. Và nhiều khi cái phần trình diễn đó của em nó sẽ ảnh hưởng tới những cái bạn diễn của em nữa. Em có thể thấy là trong khi em bị lúng túng là hoàn toàn ba người phía sau em, mọi người đều không biết phải xử lý như thế nào luôn. Đó, cho nên mình lưu ý cái phần này. Còn về 049 thì hình như là năm ngoái là mình thành năm kia phải không? Năm của Kim Trọng. Năm của Kim Trọng đúng không? Dạ. Mình với cái tên như là Diệp Tú không ạ? Và năm nay mình trở lại một hình ảnh thì em nghĩ là cái ảnh nó không có đột phá. Đối với em là không có đột phá. Dạ, tại vì thật sự là đến mấy mùa này thì nó hơi gắt một chút. Rồi ban đầu thì em dự định là sẽ không thi. Nhưng dạ. Mà sau mà chiều hôm nay thì em mới quyết định là sẽ thi. Tại vì cũng muốn trở lại để thứ nhất là thử sức mình. Thứ hai đang thấy là sẽ có rất nhiều thứ để cho em học hỏi. Cho nên là không có chuẩn bị gì hết. Và hồi nãy cũng khá là gấp, cứ nghĩ là mình sẽ đến sau để chuẩn bị thêm mà bị tâm lý một chút. Dạ. Nếu mà quyết định của mình trễ như vậy á, thì em nghĩ là mình đang xem lại cái tâm của mình đối với cái nghề này nó có lớn mạnh hay không, để mình có thể đi thi. Còn nếu mà mình đi thi thì bất kể ai cũng có lý do cả. 50 người thí sinh ngày hôm nay ai cũng đều có lý do riêng của mình hết. Và nếu như ai cũng có lý do như vậy thì rất là khó để có thể ban giám khảo có thể lựa chọn được. Chúng ta chỉ đánh giá cái phần trình diễn ngày hôm nay và cái trang phục mọi người đưa lên sân khấu thôi. Chúng ta không cần biết câu chuyện phía sau của mọi người. Và ngày hôm nay đối với em, hình ảnh của mùa trước đối với mùa này là không có đột phá. Phần trình diễn cũng không có gì mình có thể bàn tới. Và mong rằng mình sẽ rút kinh nghiệm nếu như có cơ hội lần sau. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Thank you. Cảm ơn những chia sẻ đã từ Supporter Xuân Tâm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những sự lựa chọn của các vị Supporter dành cho thí sinh đầu tiên 045. Xin mời các bạn, bạn 045 bước ra phía trước ạ. Trước khi mà chọn ra cho chị gửi hoa đi khán giả tặng cho em. Chúc mừng 045, bạn đã nhận được những vòng hoa thay cho những tình cảm mà tất cả quý vị khán giả đã dành cho bạn. Và bây giờ em xin phép cảm ơn quý vị khán giả đã tặng hoa cho em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thời gian lựa chọn của các supporter. Lưu ý rằng người đẹp ẩn ẩn, supporter ẩn ẩn đã đủ thí sinh, cho nên những sự lựa chọn còn lại chỉ thuộc về hoặc là Xuân Tâm hoặc là phi thân nhân. Xin mời thời gian bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Chúc mừng 045 đã thuộc về thí sinh, thuộc về team của supporter Xuân Tâm. Yeah, chúc mừng Xuân Tâm đã có thành viên thứ 6 trong team của mình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn dành cho thí sinh 046. Thời gian bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Mời ý kiến của chị Lộ Lộ ạ. Thật ra là hồi nãy giờ nếu mà trừ Vũ Y Lan ra thì ba bạn, bạn là người hát tốt nhất. Tại vì bạn kêu số rất là chắc luôn. Đối với chị là vậy, giờ chị không hiểu là mà Tâm với Vân thì muốn thí sinh như thế nào thì chị không biết. Nhưng mà đối với chị là em kêu số chắc. Tuy nhiên cái phần thể hiện mình đã ít quá. Để cái này là bạn phải xin lỗi em. Nhưng mà chỉ có 2-3 con số thì nó không có để cho thể hiện gì. Thì chị hy vọng sẽ có một cái hy vọng ở một dịp nào đó, ví dụ song ca cùng khán giả hoặc là đại gái những chương trình cho khán giả gần nhất, hoặc là dịp tết sắp tới thì chị có cần nhân sự thì chị sẽ gọi cho em hay nhất luôn. Và trước mắt thì thôi chị tặng một phiếu chờ. Xin được chúc mừng 046 và nhận được một phiếu chờ đến từ trưởng ban giám khảo Lộ Lộ. Chúc mừng 046 nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn của các supporter dành cho vị trí của thí sinh 047. Thời gian bắt đầu. Các supporter xin hãy cân nhắc. Thời gian bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Vâng, xin được phép mời ý kiến của chị Lộ Lộ ạ.
em là một thí sinh chị chờ để coi á. Chị chờ để coi bởi vì mỗi chị biết là em cũng học sân khấu và em cũng có nhiều sự lựa chọn lắm trong năm rồi, trong 3 năm chứ không phải một năm, năm nào cũng có cast. Thì đây là năm thứ 3 và trong 3 năm đó không chỉ có sân khấu chị mà rất nhiều sân khấu khác. Họ có quy mô có thể còn lớn hơn, tầm ảnh hưởng cũng có nhưng mà em cũng không bước tới em cá luôn. Và em vẫn chưa một cái niềm tin với chị, với Sài Gòn Tân Thời thì cái điều đó nó rất là đáng quý vì chị thật sự rất là trân trọng và chị chờ. Nhưng mà nó học tại thí phận hơn. Hôm nay là theo ơi là theo luôn, thí dĩ bước ra thì cũng rớt luôn. Cho nên là chị cũng không biết nó sao nữa. Chị rất là khi mà chị mời ba bạn ngồi đây thì chị tôn trọng ý kiến của họ và chị nghĩ là họ không lựa chọn bởi có lý do là khán giả cũng thấy được điều đó hôm nay. Thì hy vọng là nếu mà trong mùa sắp tới gặp lại nữa thì đảm bảo chị sẽ cho dù những người khác mà chị không chọn, chị vẫn chọn thôi. Yeah, đó là một lời hứa đến từ trưởng ban giám khảo luôn. Nhưng mà nếu mà chị chọn em thì em cũng phải có gì đó để cho chị và khán giả coi. Chứ còn nếu mà chị chọn theo, bởi vì em chỉ yêu mến sân khấu chị cũng đủ. Tất cả lại chứng minh cho khán giả của chị là thấy, của sân khấu Sài Gòn Tân Thời thấy được là em xứng đáng được. Hy vọng trong tương lai bạn sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Anh xin phép một tí được không ạ? À, xin phép. Cũng như vậy, thực sự là mà nói thì em cũng không phải là một cái chương trình, em chỉ đến đây với mục đích là giao lưu, học hỏi là chính. Tại vì em nói chung là em là ở tỉnh, không có thường xuyên đến đây. Thì em đi công việc ở đây rồi sáng em qua các tin tức. Thì em qua tìm chơi với mọi người luôn. Nhưng mà nếu có cơ hội bạn tiếp tục tham gia thì bạn vẫn sẽ ở lại tiếp tục tham gia luôn. Nói chung là em cũng ví dụ đáng lý là hồi chiều em về rồi. Tại vì cái như chị nói hồi nãy là cắt hết luôn, là gần như là cắt hết luôn. Em lên đây em đứng không à, kêu được hai con số. Thì nó không thể hiện được cái gì hình đó là điểm chắc chắn rồi. Nên cắt hết nó phần hát nữa. Nên đâm ra thì chị đừng lo, chị còn một phút giờ. Dạ và em rất là mong muốn là chị có thể đợi một cái làm lựa chọn nữa. Tại vì Vân còn thứ hai thí sinh và em vẫn còn một thí sinh nữa, là chị đừng nghĩ là mình hết cơ hội. À không phải, ý em nói ở đây có nghĩa là em không dám là mình tỏ ra mình cao thượng, nhưng em xin phép tặng phiếu chờ này cho bạn được không? Ở đâu? Không, cái này là mình không có được quyền. Cái này là Kim Giọng nghĩ là hỏi, em hỏi thôi. Dạ. Chứ em không có dám là cái này Kim Giọng nghĩ là khi bạn đã cầm được chiếc phiếu chờ của trưởng ban giám khảo Lộ Lộ, có nghĩa rằng là chị ấy đã thấy được cái tài năng, cái khả năng của bạn khi đến với cuộc thi năm nay, cho nên rất là mong bạn sẽ nắm chắc cái phiếu chờ này. Dạ thưa. Em nói chị nghe là thật ra đó, thì tại sao mà Hà Dương là nó đã theo em 3 năm rồi em không để được phiếu chờ, bởi vì cái thể hiện nó không đủ. Nó rõ ràng là vậy. Và chị cũng tin là chắc là em về coi lại livestream em cũng hiểu vì sao các bạn không chọn. Chọn là chị, quy quyền quyết định của chị mà. Chị tổ chức cuộc thi và chị nhận nhân sự của chị mà. Và không có lý nào mà chị, ví dụ chị đã thích rồi thì là xác định là vô đó. Nhưng mà có những cái còn phải thuyết phục mọi người nữa. Chứ không thể, tại vì chị tổ chức công khai hơn 1.000 người coi livestream và hơn 500 khán giả ở đây, không thể nào mình chỉ có một quyết định của mình được. Và em cũng mong chị sẽ hiểu là em trân trọng cái tài năng của chị, bởi vì chị quẹo qua đây chị hát hai con số thôi nhưng mà em khen chị chứ em không có điểm gì trừ gì hết. Có nghĩa là không phải là chị, em không cần chị thể hiện thêm cái phần gì nữa, bao nhiêu đó là đủ. Người ca sĩ bolero hoặc là ca sĩ bình thường chỉ cất lên chừng hai câu là người ta biết có hơi hay không rồi, chứ không cần phải quá nhiều, tại vì thể hiện quá nhiều mà đôi khi nó không có gì hết trơn thì cũng đi không nè. Yeah. Cảm ơn chị Lộ Lộ, rất là mong bạn sẽ nắm chắc cái cơ hội này nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn tiếp theo dành cho thí sinh 049 Diệp Tú. Xin mời các supporter dơ bảng 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ.